Thank you.
đi mua đồ ăn. No, do you want me to come? No, ngồi đây đi. Sophia can come. Yeah, I'm going to go. Rồi ngồi đi. Ok. Mình với 3 phút đi. Ở đây đi. Ủa, mình đi bộ ở đây coi tháo đó là chi vậy? Đau chân hả? Đau chân hả Phúc? Oh man. Rớt, Sophie rớt cái gì làm mình con. Ngồi xuống đi, đi tiểu, đi ngồi đi, cậu ba đi mua đồ. Ok, fine. Nó đã. It's so good. Hồi nãy nè ăn đi trời mất cỡ hoài. Cỡ gì nữa? Cỡ hoài. Nè ăn đi. Này Ủa em có lấy bớt vào đâu? Ở đây nè. Sophie Rental á.